Hai xin chào nhà cả nhà mình nha. Và hôm nay là mà cũng là cái một loại là chia sẻ cây thuốc. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cách nhận dạng cây màng ri hoa màu vàng và cây màng ri hoa màu tím nha. Và các bạn thấy không, cây màng ri hoa màu vàng này là một loại thân cây là mọc đứng nha cả nhà. Mọc đứng và trái hoa của nó là màu vàng đây. Hoa của nó là màu vàng. À, còn cây màng ri hoa màu tím thì thân của nó là mọc ở dưới đất, nó bò rạp xuống đất và đây là hoa màu tím đây ạ. À, hoa màu tím, đây màng ri hoa màu tím nha cả nhà. Nó được công nhận là điều trị là đau nhức xương khớp rất là hay nha. Và đây là hai loại đây. Các bạn thấy không? Lá của cây màng ri hoa màu vàng thì nó có ba lá và nó chỉ lên trời. Nó chỉ lên nè. Đó, tôi quay. Đây nó mọc đứng như vậy nha. Đó. Và cây màng ri hoa màu tím này nó bò dưới đất như vậy nè, hoa tím đây. Màu tím. Đó. Và hai loại màng ri này người ta được điều trị đau nhức cũng giống như là các bạn bị trị đau nhức hoặc là những người mà bị nám lâu năm á, người ta kết hợp với cỏ mần trầu và cây thù lù nha, người ta uống nha. Thì các bạn cũng có thể thấy rồi, hai cây này là đặc điểm nhận dạng rất là khác nhau. À, rất là khác nhau nha cả nhà. Các bạn lưu ý, và cây thường thường người ta nói là cây màng ri hoa màu vàng này thì nó tốt hơn. Các bạn cũng chặt nhỏ và các bạn đem về các bạn sao cho với muối với thiệt là nóng lên và các bạn bỏ vào trong miếng vải, các bạn chườm lên cái chỗ đau thì nó sẽ hết đau. Đó là cái công dụng của cây màng ri hoa màu vàng này. Và cái cây hoa màng ri hoa màu tím này thì các bạn cũng sử dụng như vậy luôn. Nhưng mà thường thường là mà nghe nói là cái cây màng ri hoa màu vàng thì nó sẽ tốt hơn cây màng ri hoa màu tím nha cả nhà. Này hoa màu vàng, còn đây là hoa màu tím nha, hai cây khác nhau hoàn toàn nha. Cây màu tím thì thân của nó là tím nè. À, thân của nó tím. Còn cây hoa màu vàng là trên lưng của nó có vài cái đốt màu vàng. Đây. Vàng và mọc. Và thường thường cây màng ri hoa màu vàng này nó không bao giờ bò xuống đất nha cả nhà, nó không bao giờ bò xuống đất, nó cứ trên trời, nó cứ leo giống như là một loại thân thảo thôi. Đây. Nó mọc vậy đó. Và cái cây màng ri hoa màu vàng này, màu tím này thì nó bò xuống đất, nó không bao giờ mọc thẳng đứng lên trời. Các bạn lưu ý cho mình như vậy. Và trái của nó là cực, cái trái của nó là trái này là rất là dày nha. Dày này. Còn cái trái của cây màng ri hoa màu tím này rất là mảnh và mềm. Rất là mềm nha. Đó, các bạn nhìn á. Và thường thường cây màng ri hoa này thì hoa vàng này thì người ta họ còn gói vào trong cái giấy, người ta họ nướng lên để người ta nướng lên á. Ta nướng lên, người ta bỏ vào trong cái lá chuối và người ta bỏ vào trong cái miếng vải và người ta chườm lên cái chỗ đau. Đó là nói về cái cây màng ri hoa màu vàng này. Hôm nay tôi đi ra ngoài đường và tôi thấy cái cây này luôn đây. Nhổ lên cho cả nhà coi luôn. Đây này, hoa màng ri hoa màu vàng đây. Nè, các bạn thấy không? Thân của nó là thân đứng nè. Người ta có nhiều bạn hỏi mình là ôi màng ri hoa vàng là như thế nào, thì hôm nay là mình quay luôn cho cả nhà biết luôn. Đây, thì các bạn nhìn kỹ là các bạn cũng biết rồi. Và màng ri hoa màu tím đây, nó rất là khác và nó rất là thân của nó màu tím mà rất là mảnh nha. Đó, cũng là loại màng ri. Và cây màng ri này điều trị u gan, rồi vàng da do gan thì người ta cũng sử dụng cái cây màng ri này luôn nha. Đó, người ta sử dụng luôn cây màng ri này luôn. Các bạn thấy chưa? Đó. Đó. Đây. Đây. Lá của nó rất là đẹp. Còn cây này thì người ta kết hợp với chó đẻ răng cưa và thù lù. Người ta điều trị viêm gan B, vàng da, gan vàng da, cái chứng do gan, người ta sử dụng cái cây này luôn. Đấy, này. Các bạn thấy không? Có một loại nữa là cây màu trắng đó nha cả nhà. Là hoa của nó là màu trắng, trái của nó cũng như vậy nhưng mà lá nó rất là bự nha, bự hơn lá này nhiều. Là cái cây màng ri hoa màu trắng. Mình hôm nay là mình chỉ cho các bạn là phân biệt hai loại cây, các bạn thấy nó khác quá đúng không? Khác lắm nhưng không có giống nhau đúng không?
nhìn kỹ cái lá thôi luôn rồi là đủ phân biệt cái nào tím cái nào vàng rồi. Nếu như các bạn tìm được cây này thì các bạn để điều trị khớp nha, rất là hay nha. Phải rang với muối hoặc là giấm các bạn bó vào chỗ đau. Lưu ý là các bạn bó xa xa cái vùng da, chạm chạm vào vùng da chứ đừng có bỏ vào, nó sẽ gây bỏng nha. Đó, đây, đây là cái màng ri. Cây về điều trị đau nhức xương khớp. Mà nếu như các bạn yêu mến tôi thì các bạn hãy like và share video của tôi cho mọi người biết thêm công dụng cũng như liều dùng của các cây thuốc nha cả nhà. Đó là niềm động lực để cho tôi cố gắng hơn nữa trong việc tìm và chia sẻ những bài thuốc cây thuốc hay gửi tới cả nhà mình nha. Chúc cả nhà có một ngày mới thật là vui vẻ nha, và tôi là tiếp tục trên hành trình của mình là tìm cây thuốc. Bye bye cả nhà mình.